Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DKI Eyebrows and Beauty. Rất vui được gặp lại mọi người trong livestream ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng dành thời gian ra để trò chuyện với chuyên gia Hoàng Quyên. Và chị Quyên thì vừa mới hoàn thành xong một ca xóa sửa môi đúng không ạ? Dạ vâng, vậy thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị Quyên một chút về ca môi chị vừa thực hiện xong nhé. Thì đây là hình ảnh trước môi trước khi sửa của chị khách hàng. Chị Quyên có thể phân tích cho các khách hàng đang xem livestream được biết. Vâng. Được biết tình trạng môi trước đó. Tình trạng của khách hàng môi là viền rất là đậm. Khi viền đậm đây thì là, khi là đã được laser qua của DK đã xử lý thì nó đã đỡ bớt đi phần nào và vẫn còn một chút thôi. Thì là sau khi chị lại xử lý qua cái hình xử lý qua mực để chị làm một cái môi mới cho bạn ấy chuyển sang tông màu đỏ cam. Cái màu cũ của bạn ấy là màu tối. Thế là chuyển sang màu cam với những ca môi sửa này là bên DK nhà mình làm rất là nhiều. Mày quay có thể nhìn vào hình ảnh khi mình đã làm xong. Đấy. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị khách hàng một chút là không biết trong quá trình làm thì chị cảm thấy thế nào ạ? Thấy bình thường, không có vấn đề gì. Cũng không đau rát hay khó chịu gì. Cái thấy hài lòng với cái màu đỏ cam và cái môi chị đã sửa cho em không? Có, hài lòng. Mình làm rất là nhiều những ca môi sửa. Và những ca môi là có thể là trườm viền này, hụt viền này, hoặc là sẹo này. Đấy, những cái ca môi mà đậm, rất là đậm mực ấy thì DK đều có thể xử lý được hết nhá. Thứ nhất là nếu mình không xử lý bằng mực thì mình có thể xử lý bằng laser. Thì khách hàng nào, những cái khách hàng nào đã từng làm mà bị hỏng môi thì hãy qua DK. Thì DK sẽ làm cho khách hàng rất là hài lòng. Thứ nhất là có thể là viền bị trườm thì mình có thể hút, hoặc là hụt viền mình có thể là xử lý cho cái môi là hợp nhất, hợp lý nhất và đẹp nhất. Và mình làm rất là nhiều khách hàng đã bị hỏng môi, làm những cái địa chỉ khác không uy tín đã bị hỏng môi và đến là mình đã sửa và khách hàng rất là hài lòng. Ví dụ như khách hôm qua mình quên là mình cũng không gọi các bạn xuống để quay để cái sự hài lòng của bạn ý. Bạn ý rất là vui, bạn ấy bảo là ôi chị xử lý cho em lần này em thấy vui lắm rồi và thấy đẹp lắm rồi, em thích lắm rồi, nhưng lần này thì chị cho em xin thêm một tí màu nữa để cho em nó đậm một tí. Khách rất là vui và cái môi của bạn ấy cũng bị đậm viền và bị hụt viền nữa. Đó là nhiều khách hàng đã đi làm ở chỗ khác đến cũng bị hỏng và chị stress, mình có sút cả cân thịt để bị hỏng môi khi mà đến DK được các chuyên gia của DK xử lý và rất là hài lòng. Thế nên bạn nào mà nếu mà có bị hỏng môi và bị cái môi mà làm cho khác đã bị họ bị trườm viền hay hỏng hay là bị sẹo hay gì đấy thì cứ qua đi cây thì đi cây sẽ xử lý cho các bạn cách tốt nhất để các bạn tự tin hơn. Dạ vâng, và đấy cũng là lý do mà rất là nhiều khách hàng đã lặn lội đường xa, thậm chí là từ Sài Gòn này và từ nước ngoài để qua tận đi cây đến tận nơi để xóa sửa lông mày này, mí này, môi. Và cũng có một số khách hàng thắc mắc là không biết mình bị môi dày này, môi nhăn này, môi khô thì sau khi phun môi thì có đẹp được không? Những cái trường hợp mà môi dày ấy, hay là môi nhăn ấy, môi dày ấy, thì là khi mà chuyên gia sẽ xử lý cho khách hàng với những cái khuôn môi để cho cái khuôn môi đẹp nhất có thể, chứ mình cũng không có thể là thu hẹp quá. Nếu mà thu hẹp quá thì nó sẽ bị lộ, bởi mình làm như thế nào để cho cái môi của mình nó tự nhiên nhất và đẹp nhất, cái khuôn môi là hợp nhất với cái khuôn mặt của mình. Còn với những cái trường hợp mà môi nhăn ấy, thì đương nhiên là khi mà DK đã làm sử dụng gốc mực tốt nhất là tế bào gốc và collagen, nhưng mà cũng chỉ một phần nào đấy để giúp cho các bạn là cái làn môi là sẽ đẹp hơn. Nhưng mà ngoài cái việc đấy thì chúng ta cũng cần phải dưỡng, cần phải dưỡng. Còn đâu những cái trường hợp mà môi quá nhăn ấy thì theo mình là các bạn cũng có thể là dùng cái phương pháp mình tiêm một chút filler để cho nó căng bóng lên đó, chứ không phải là hoàn toàn là khi là mình có thể phun môi lên mà để môi nó hết nhăn thì cái đấy thì là mình khẳng định là nó cũng không thể được. Còn những cái trường hợp mà môi mà nó nhăn bình thường vừa phải thôi, khi mà đi mực vào thì là cái môi cũng sẽ mướt hơn, nó là căng hơn. Đó là cái trường hợp đấy có và đi cây khẳng định là làm được. Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của chị Hoàng Quyên ngày hôm nay và cảm ơn chị khách hàng cũng đã dành thời gian để trò chuyện với DK. Và mọi người ơi, nếu mà ai cũng đang có những cái tình trạng môi như trên thì mọi người hãy gửi tình trạng của mình qua fanpage của DK để được tư vấn, hoặc là mọi người có thể đặt lịch để qua trực tiếp DK để chuyên gia có thể thăm khám kỹ hơn và tư vấn cái liệu trình phù hợp với bản thân mình mọi người nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Mọi người nếu mà có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ phun môi tại DK thì hoàn toàn có thể
để lại comment ở dưới livestream. Hoặc mọi người cũng có thể gửi qua inbox cho fanpage và chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc của mọi người trong những số livestream tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream.